Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin đến giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu ngắn càng chữ A, chuyên cho các bạn là về làm xe ba bánh kiểu như hai bánh trước và một bánh sau, có thể gắn lên xe máy, gắn lên xe điện tùy ý. Bộ này thì thích hợp sử dụng càng ghi đông. Đây là bộ cặp ghi đông này. Đấy, các bạn kẹp ghi đông vào đây nhé. Đấy. Chiều rộng của cái này khi lắp bánh lên là 70 cm. Nó kích thước 70 cm là kích thước phù hợp nhất để làm xe ba bánh rồi. Và không có cái kích thước khác thì theo như kinh nghiệm của em như thế. Bộ này thì sử dụng phanh dầu luôn, có hai phanh dầu, phanh đĩa đây. Đấy. Rằng lái và sử dụng ghi đông. Vành thì sử dụng vành 300-10, 350-10 hoặc là vành 90-90-12 hoặc là vành 14 đều được hết các bạn nha, miễn sao có 4 ốc. Cái bộ này thì tim 4 ốc của nó là 7-10, từ đây đến đây là 7 này, tim con ốc này nhá. Đến tim con ốc này nó 7 này. Đo chéo là 10. Đấy. Bộ này thì rất là hay, phanh dầu, lái ghi đông. Thì cũng xin giới thiệu đến các bạn, đây là cái phần kẹp ghi đông này. Thì kẹp ghi đông bên em nó có hai loại. Nếu như các bạn mua về chế riêng thì các bạn có thể tham khảo thêm một cái bộ kẹp ghi đông này nữa. Cái bộ kẹp này, bộ kẹp cổ cao này. Đây. Đấy, nó lắp lên thì nó như thế kia, tí em sẽ lắp lên cho các bạn xem. Đấy, nó như này. Bộ này thì bộ kẹp cao lên, so với bộ này là kẹp thấp này. Thì chỉ cần bắt 4 con ốc vào đây là xong thôi. Đây thì con ốc này thì không phải ốc của nó, cho nên mình cứ lắp tạm vào đây để cho các bạn dễ hình dung thôi. Ốc nó phải dài và xuyên ra đây, xuyên xuống dưới này để các bạn bắt lên cái bộ khung chữ A này. Đấy, cái bộ này là bộ kẹp ghi đông cổ cao này. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem nhé. Cái phần chiều cao của nó đây là 10 cm đấy. Là phần ghi đông cổ cao này. Thì một số cái lưu ý cho các bạn, nếu như bạn nào muốn tự chế cái khung chữ A này ấy, thì các bạn chỉ áp theo cái kích thước ở trên cái video này các bạn làm này. Thì cái đây là cái trục của cái chữ A dưới này. Đây là trục của chữ A trên này. Đấy. Thì giữa độ lệch nhau là chữ A dưới là 6 phân rưỡi này. Chữ A trên là 8 cm đấy. Đấy các bạn cứ làm như thế nhá. Cái tim chữ A dưới là 6,5 này. Còn tim chữ A trên là 8 phân này. Còn chiều cao từ điểm này xuống điểm này là 13 cm này. Các bạn cứ áp theo cái công thức này các bạn làm là được. Còn cái rằng lái này thì các bạn để cái vị trí làm sao cho cái rằng lái này nó song song với lại cái chữ A. Chữ A này. Thì khi các bạn lái thì nó sẽ tránh được cái sai số biến dạng hình học. Còn một số các bạn lý giải tại sao cái bộ càng này hai cái bánh nó lại hơi ngả ra về hình chữ V. Thì và thứ hai nữa ấy, là tại sao cái càng chữ A trên nó lại ngắn hơn càng chữ A dưới.
Thì nhiều bạn làm hai chữ A bằng nhau, thì khi các bạn đi thì lúc nào hai cái bánh xe nó cũng vuông góc với mặt đất. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không hình dung được một cái sai số. Đó là khi các bạn giảm xóc nó nhún, thì chữ A của mình đang có độ nghiêng như này. Khi chữ A nhún xuống thì nó ngang ra. Mà nó ngang ra thì nó sẽ đẩy bánh, nó đẩy bánh rộng ra. Đấy, thì chính trường hợp đó nó làm cho bánh của mình bị mòn ngang. Mòn ngang các bạn cứ đứng tại chỗ các bạn ấn. Các bạn ấn xuống và các bạn đo khoảng cách thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ sai số. Ví dụ như khoảng cách giữa hai bánh của các bạn làm là 1 mét, thì các bạn chất tải lên và các bạn đo lại xem, thì lúc đó khoảng cách nó sẽ không phải là 1 mét nữa, mà nó sẽ ra khoảng 1m05, 1m01 gì đấy. Đó, đó chính là cái sai số và mòn ngang. Còn thằng này thì nó sẽ không bị cái hiện tượng đấy. Cái khoảng cách mà bánh tiếp xúc với mặt đường giữa hai bánh ấy, lúc nào cũng là 70 cm. Khi các bạn nhún xuống thì cái hai cái phần trên bánh kia nó sẽ hơi co lại, và khi đó là cái khi các bạn nhún xuống thì cái xu hướng bánh sẽ bị choãi ra, bánh nó choãi ra thì cái bánh nó sẽ ngả ra theo hình chữ V để nó lại co lại, và cái khoảng co lại ấy bù cho cái khoảng đẩy ra. Vì vậy bánh khoảng cách bánh tiếp xúc với mặt đường giữa hai bánh hai bên luôn luôn không đổi. Đấy chính là mình lý giải cho các bạn hiểu là tại sao chữ A nó lại làm chữ A ngắn và chữ A dài, mà không phải là hai chữ A bằng nhau. Thì cái này nhà máy người ta làm thì người ta tính toán, chứ mình cũng không thiết kế, mình chỉ lý giải được cho các bạn về mặt hình học như vậy thôi. Đấy, và các cái kích thước ấy thì mình vừa đo cho các bạn rồi. Thì các bạn về nhà các bạn có thể tự tham khảo thêm, hoặc là mình sẽ đo cho các bạn tìm cái khoảng cách chữ A trên và chữ A dưới. Cái này nó cũng rất khó, bởi vì là cái chữ A củ lái này nó lại nằm nghiêng chứ nó không nằm vuông góc. Đấy, ví dụ như tìm chữ A này của nó là 20 cm, cái tìm ốc của chữ A trên này thì nó lại khác, nó chỉ có 18 cm thôi. Đấy, tuy nhiên thì cái trục đứng này nó lại không vuông góc với mặt đất, mà nó hơi nằm nghiêng theo khung xe. Thì các bạn làm xe thì mình cứ áp theo cái lý giải vừa rồi của mình để các bạn tự thiết kế cái khung cho nó hợp lý. Đây là trọn bộ của nó như vậy. Các bạn có thể mua nguyên bộ về để các bạn lắp ráp vào cái xe máy hoặc xe 3-1-2 bánh của mình sẽ thành xe 3 bánh. Các bạn có thể thay bánh khác. Bộ này thì có phanh dầu rồi. Ở đây các bạn có thể cần mua thêm ghi đông, mua thêm dây dầu và tay thắng nữa là đủ chắn bùn. Đấy. Còn như video thì chỉ có như thế này, thì mình đăng như thế này. Các bạn mua thêm thì mình tính tiền thêm. Đấy, video của mình thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo ngay khi có video mới đăng lên.